Hello, xin chào tất cả các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trên kênh tin tức 24 giờ News. Lời đầu tiên xin gửi đến tất cả các cô chú, anh chị và các bạn lời chúc sức khỏe và bình an. Chủ đề ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về một vấn đề cũ nhưng mà nó lại là mới, bởi vì còn có rất nhiều những cái câu hỏi đặt ra cho bà Nguyễn Phương Hằng trong câu chuyện giữa công ty Đại Nam và ông Võ Nam Yên. Vậy thì các bạn cũng biết rằng qua những cái sự việc mà chúng ta đã nhìn thấy thì việc tấn công vào danh dự của bà Nguyễn Phương Hằng nó xảy ra liên tục trong thời gian vừa qua với rất nhiều những cái thủ đoạn, những cái hành vi nhằm bôi nhọ danh dự của bà ấy để nhằm làm cho khán giả không còn tin tưởng vào bà ấy nữa, và lúc đó bà ấy sẽ không còn lên tiếng về ông Võ Nam Yên hay bất kỳ một nhân vật nào khác liên quan đến sự việc này. Vậy nếu đạt được những cái mục đích đó thì họ đã thành công, và các bạn cũng thấy là thời gian gần đây khi mà sự việc nó liên quan đến một số những người nghệ sĩ trong giới showbiz, và nhất là cái sự việc sao kê minh bạch những cái khoản tiền kêu gọi từ thiện giúp đỡ người dân miền Trung vượt qua hoàn cảnh khó khăn, hoặc là cái đợt dịch gần đây, vậy thì rõ ràng chúng ta cũng thấy rằng cái câu chuyện của ông Võ Nam Yên đang bị lắng xuống một cách bất thường, và những người được cho là phe cánh của ông Võ Nam Yên nhằm làm cho cái sự việc này nó chìm xuống, không ai để ý đến nữa, và họ cũng không dấy lên làn sóng dư luận thêm nữa. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta có quyền được nhắc đến hay không? Mọi việc chưa được sáng tỏ thì chúng ta vẫn được quyền nhắc đến. Ơn thầy rất là nhiều. Được rồi, sau này thầy nhận nó làm con nuôi. Để có rảnh thì mang nó về địa chỉ đó tìm thầy nhau. Thì những đứa con nuôi này sau này thầy dạy nó đi cứu người được hết à. Bên Louisiana thầy có một thằng con trai đẹp lắm. Nó có tật hai chân mà nó thông minh cực kỳ. Sau này thầy làm, thầy dạy cho nó làm người câm nói được. Nhớ đi tìm thầy nghe không? Dù cho nạn gì tới với tụi nó, tìm thầy là đã qua. Nhớ chưa? Con nhớ rất là. Con nhớ sau này tìm thầy nha. Dạ. Và nếu các bạn để ý thì các bạn cũng có thể thấy những dòng comment châm biếm bà Nguyễn Phương Hằng với nhiều những cái câu nói khác nhau. Châm biếm bà Nguyễn Phương Hằng bằng những câu từ rất là khó nghe, nói là cái bà này cuồn cuộn, rồi bà Nguyễn Phương Hằng có từng ý với ông Võ Nam Yên. Rồi những người YouTuber như chúng tôi là những người bưng bô và bao che cho bà ấy. Vậy thì để rộng đường dư luận và có một cái câu trả lời khách quan cho những người này, thì mình xin được chuyển hướng tất cả các bạn. Chúng ta hãy cùng nhau hướng sang một cái kênh, đó là cái kênh Cam Long Musician, để anh ấy có thể đứng trên một vai trò là người trung lập để trả lời những cái câu hỏi của những người đang có tư tưởng lệch lạc, suy diễn sự thật và đánh cháo khái niệm, để cho họ biết rằng tất cả những gì họ đang nhìn thấy, mặc dù nó không đúng nhưng họ vẫn nghĩ là đúng, trong khi bản thân họ không chịu đi tìm hiểu mốc thời gian xảy ra sự việc và hoàn cảnh những người này gặp nhau như thế nào, và không làm mất thời gian của tất cả các cô chú anh chị. Xin mời tất cả các cô chú anh chị hãy cùng mình lắng nghe những gì mà kênh Cam Long Musician chia sẻ lại, và hãy để lại những bình luận của riêng tất cả các cô chú anh chị để chúng ta cũng có một cái nhìn thật là đúng đắn trong cái sự việc của bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo đến ông Võ Nam Yên. Và chúng tôi vẫn tiếp tục nhận những cái chứng cứ liên quan đến ông Võ Nam Yên để cung cấp cho cơ quan chức năng điều tra làm rõ sự việc. Xin chân thành cảm ơn tất cả cô chú anh chị. Sau đây là nội dung phần video. Gọi vào cái số điện thoại mà Cao Long cung cấp ở trên livestream. Như vậy thì chúng ta sẽ giải quyết được tất cả các vấn đề. Và đấy là cơ hội vàng cho Hoàng John coi như là xóa tan những luận điệu của anti-fan. Thì Hoàng John làm đi. Cam Long chỉ lên có một mình thôi. Đấy. Livestream trực tiếp từ lúc gõ cửa cho đến lúc vào nhà. Gặp bố thì chào bố, gặp mẹ thì chào mẹ, gặp ai chào nấy. Đàng hoàng lễ phép xong xuôi chúng ta ngồi xuống bàn làm chén nước trà thơm. Đấy. Lúc nào mỏi mồm quá thì thay nhau ra ngoài ban công hút thuốc. Răng hai vàng, thằng vàng như nhau. Hai thằng nghiện thuốc nặng luôn. Có gì khó để nhận ra nhau luôn đâu. Đấy. Cho em đọc bình luận một chút nhé. Chuyện ông Dũng bị cắm sừng thì ai chả biết, lên những đoạn ghi âm với ông Yên căn gác nhỏ. Đây nhá, trả lời căn gác nhỏ như thế này này. Bây giờ nhá, thứ nhất là cho căn gác nhỏ một cơ hội. Chào căn gác nhỏ nhé, đọc lại bình luận của căn gác nhỏ này. Chuyện ông Dũng bị cắm sừng thì ai chả biết, lên YouTube xem hai đoạn ghi âm với ông Yên là hiểu. Thì trả lời lại với căn gác nhỏ này, có ở lại nghe không?
Nếu làm được thì trân trọng nhé, không làm được thì đội bô lên trên đầu nhé. Hai đoạn ghi âm của Võ Hoàng Yên là ghi âm cuộc nói chuyện của Nguyễn Phương Hằng và Võ Hoàng Yên, đúng không? Ở trong đó biểu hiện rất rõ ràng rằng Nguyễn Phương Hằng có biểu hiện ngoại tình tư tưởng đối với Võ Hoàng Yên. Khi gọi điện cho Võ Hoàng Yên và bày tỏ những cảm xúc như vậy, nhưng cũng thể hiện rõ đạo đức của Nguyễn Phương Hằng là sau khi bày tỏ cảm xúc xong hoặc mỗi lần cảm thấy không ổn thì đều dậy thắp nhang để cho nó nhẹ đầu nhá. Đấy, còn việc Võ Hoàng Yên ghi âm lại là có ý đồ xấu, đúng không ạ? Mới gọi điện thôi mà đã ghi âm rồi. Thì tôi hỏi bạn căn gác nhỏ là nếu bây giờ Nguyễn Phương Hằng mà ngoại tình thân xác với cả Võ Hoàng Yên thì chả nhẽ nó không quay lại, không quay phim lại, nó không ghi âm lại. Thế thì cắm sừng ông Dũng ở đoạn nào trong cái này? Qua hai cái biểu hiện đó. Căn gác nhỏ là nam hay là nữ? Bạn có vợ có chồng chưa? Và bạn đã từng ngoại tình tư tưởng chưa? Thế nên là tôi cho bạn một cơ hội là bạn gửi cho tôi cái đường link chứng minh được cái điều bạn nói, phản lại cái điều tôi vừa phân tích nhá, căn gác nhỏ nhá. Đấy, từ bên khác vào đây công kích tôi vẫn đón thôi, tôi không như thằng Hoàng John là không trả lời câu hỏi. Em chào bác chuyện đời nhá. Nào, căn gác nhỏ đâu, chạy giả nhỏ ơi, bấm một cái anh xem nào. Đấy, như vậy là cái vấn đề trả lời căn gác nhỏ đã xong. Thế thì trở lại với cái vấn đề là chúng ta đang hành trình để chúng ta lên nhà Hoàng John. Bác Thảo Võ và mọi người có cái cờ lê ở trong kênh ấy, thì mọi người giúp em là những cái câu hỏi đó chúng ta không cần phải chặn. Chúng ta chỉ chặn những cái câu nào liên quan đến vấn đề chính trị là một này. Kênh này không nói về chuyện chính trị, không nói về các lãnh đạo đảng của Việt Nam lẫn như nước ngoài đó. Không chửi tục, không dùng những cái từ thiếu tính tế nhị ở trong này đó. Sao mọi người lại tung hô chị Hằng nổ vậy? Trả lời Nguyễn Tiến Đạt nhé. Tung hô ở đây ở mức độ nào? Nhưng đầu tiên là từ từ nhé, Nguyễn Tiến Đạt nghe này. Mấy hôm nay thằng Hoàng John đưa ra cái luận điệu ấy, trên title, tức là trên dòng trạng thái của nó, tiêu đề của video, nó đưa ra là gì? Bồ Tát sống của quý vị đây. Thế cái câu Bồ Tát sống này là ai phong tặng cho Nguyễn Phương Hằng? Hay là những bên anti fan phong tặng cho Nguyễn Phương Hằng? Còn bên fan chân chính của Nguyễn Phương Hằng thì họ nói Nguyễn Phương Hằng là gì? Là người có tấm lòng Bồ Tát. Đó là một từ chính xác. Một người có tấm lòng Bồ Tát. Đấy. Chứ không phải là Bồ Tát sống. Tấm lòng Bồ Tát là tấm lòng cho đi mà không cần nhận lại. Đó. Thế thì đâu rồi? Câu hỏi vừa nãy của ai nhỉ? Tại sao mọi người lại tung hô chị Hằng nổ, đúng không? Thế bây giờ tung hô những điểm gì, bạn gạch đầu dòng ra đây thì tôi sẽ giải thích cho bạn từng tí một nhé, từng tí một. Còn bạn muốn tìm hiểu về Hằng nổ của bạn ấy, tức là Nguyễn Phương Hằng gì đấy, thì bạn phải biết rằng ấy, trước khi Nguyễn Phương Hằng xuất hiện trên drama vạch mặt Võ Hoàng Yên thì Nguyễn Phương Hằng đã làm được những gì bên cạnh Dũng Lò Vôi đấy. Nguyễn Phương Hằng đã truyền tải được những thông điệp gì qua những lần người đi qua sóng gió? Nguyễn Phương Hằng đã dành cái quỹ mổ tim từ năm 2014, tức là trước đó 7 năm rồi nhé. Trước đó 7 năm. Và tôi đã làm một cái bài toán phân tích rất rõ rồi. Đấy. Từ 14 năm cho đến 2030 là 16 năm. Và Nguyễn Phương Hằng đưa ra một cái quỹ nó giá trị khoảng 1.000 tỷ cho 16 năm. Nhưng tại sao tất cả những cái kênh vớ vẩn lại đi xuyên tạc là gì? Là 1.000 tỷ của Nguyễn Phương Hằng đâu? Đó là những cái câu hỏi rất ngu dốt. Đó. Thế thì việc chúng ta là tung hô Nguyễn Phương Hằng là những cái chiến công Nguyễn Phương Hằng làm được. Khi biết đến Nguyễn Phương Hằng thì chúng ta phải biết như thế đã nhé. Còn chưa cần phải biết là trước đây Phương Hằng và Dũng Lò Vôi làm được cái gì. Nhưng khi mà Nguyễn Phương Hằng ấy vạch mặt được Võ Hoàng Yên là đã giúp cho bao nhiêu người, bao nhiêu nào? Có thể nói là hàng chục triệu con người nhận ra bộ mặt thật của thần y lừa đảo. Đó. Thế đấy là một cái chiến công đấy, đúng không ạ?
Chiến công thứ hai mà Nguyễn Phương Hằng làm được là gì? Vạch mặt tất cả những cái gì hủ bại trong giới nghệ sĩ tồn tại nhiều chục năm. Điển hình có sự ảnh hưởng của yếu tố hải ngoại trở về Việt Nam và có những hành động khuất tất, trong đó có cả việc tham gia từ thiện, có cả việc gì đẩy truyền thông đi xa khỏi văn hóa của dân tộc Việt Nam. Đấy là chiến công thứ hai. Chiến công thứ ba là Nguyễn Phương Hằng lột trần được rất nhiều những kênh dư luận viên thuộc về diễn biến hòa bình và xã hội dân sự. Đấy, thứ ba. Cái thứ tư, Nguyễn Phương Hằng thổi lại được tinh thần yêu nước trong tầng lớp nhân dân nghèo, hay còn được gọi là bần cố nông, mà trước đây do Bùi Thị Thêu phản động. Bùi Thị Thêu bị bắt rồi, bây giờ thay chỗ vào đó là gì? Ma Sơ Vui Vẻ, Nguyễn Thị Thu Hương đang thế chân vàng. Thì Nguyễn Phương Hằng thổi lại được cái tinh thần yêu nước đấy, đang mòn mỏi, mà bị xã hội dân sự nó đi đến các vùng, nó từ thiện, nó mê mị, nó đánh cháo khái niệm. Đấy là chiến công thứ tư của Nguyễn Phương Hằng. Vậy thì chỉ cần kể đến bốn cái chiến công này thôi nhá, và so lại với những gì mà Phương Hằng nổ, thì cái nào nổ to hơn? Cái nào nổ to hơn? Và việc Nguyễn Phương Hằng nổ ở đây là gì? Là bị quý vị đánh cháo khái niệm rằng quỹ mổ tim kia là 1.000 tỷ mà đến giờ này mới được vài trăm tỷ. Theo như tôi tính toán, đến thời điểm này quỹ Nguyễn Phương Hằng chỉ có trách nhiệm nộp vào đó là 375 tỷ dành cho 7 năm hay 6 năm tính đến thời điểm bây giờ. Và con số đó là có rồi. Chưa kể rằng là các thiết bị máy móc do Nguyễn Phương Hằng và Huỳnh Mỹ Dũng còn đầu tư tiền túi vào để làm. Đó, không phải nằm trong quỹ. Quỹ đã cam kết như thế nào là có mặt như thế. Tương đương với một tháng là con sẽ có giúp khoảng tầm 20 đến 21 ca mổ tim, mà mỗi ca tôi tính là khoảng 250 triệu cho một ca. Tôi lấy hẳn cái số tiền mà cứu ở tận bên Singapore đấy. Đấy. Thế thì cái nào nổ to hơn? 1.000 tỷ kia là bị bịa rồi nhé. 1.000 tỷ là bị bịa. Đáng nhất phải soi đúng con số thực tế của nó thì mới thấy. Nhưng tự nhiên là đi đánh cháo khái niệm rằng là rõ ràng người ta dùng 1.000 tỷ cho 16 năm thì các ông các bà quy chụp vào chưa thấy 1.000 tỷ đâu. Cái thứ hai nữa là bao nhiêu triệu liều vaccine. Thì cái điều này tôi không theo dõi, nhưng tôi cũng nhận định rằng là vì tôi có đi hỏi một vài kênh bảo vệ tiếng nói của Nguyễn Phương Hằng cái vụ đó là như thế nào. Thì tôi thấy là có ông Dũng và bà Hằng cũng có đính chính vì sao chưa mua vaccine vào thời điểm đó. Và họ quy đổi sang cái gì thì cái này tôi không biết và tôi không bình luận. Đó. Nhưng xem lại là gì? Thay vì ở họ không công hiến vaccine thì họ đã nhanh trí là gì? Sản xuất găng tay, sản xuất oxy. Cái đầu của họ ấy, họ nhìn coi như là cái tầm nó gọi là xuyên qua đến mười mấy cái cây cột điện, chứ không phải là những cái câu hỏi như các bạn là chỉ nhìn qua cái gốc cây nhưng không biết ở đằng đó cái cây cột điện nó cao như thế nào. Đó. Vậy thì vấn đề đó thì tung hô ở đây là đúng hay là sai? Còn nhìn vào lỗi của Phương Hằng là gì? Cái lỗi mà tôi không đồng ý là những cái gay gắt, có những cái ngôn ngữ bị quá căng thẳng ở trong video livestream. Đó. Và những cái đó thì bởi vì lý do là tôi không thể xem được khi mà tôi ở cạnh trẻ con ở nhà. Đó. Xong nhé, bạn gì vừa hỏi cái câu đấy là vì sao tung hô Nguyễn Phương Hằng, có còn hỏi thêm không để tôi trả lời ạ? Đó. Nguyễn Tiên Đạt, cái nở ở đây là chị Hằng nói rất cay độc. Nếu thế thì bạn nhầm rồi, có thể bạn xem ở một số kênh nào đó nó cắt ghép nha bạn nha. Nó cắt ghép đấy. Đấy. Lấy cho nọ lắp chỗ kia. Chứ còn chị Hằng chỉ nói cay độc với những người xứng đáng phải nhận cay độc thôi. Ví dụ như tôi luôn nói cay độc về Nguyễn Thị Thu Hương Ma Sơ Vui Vẻ. Tôi coi Nguyễn Thị Thu Hương là một con quỷ và tôi không muốn Nguyễn Thị Thu Hương phải tồn tại bất kỳ nước nào trên thế giới. Đương nhiên là không thể ở Việt Nam rồi, nhưng tôi cũng không muốn Nguyễn Thị Thu Hương là tồn tại bất kỳ nước nào. Nếu như cho tôi một cơ hội nhân đạo với Ma Sơ Vui Vẻ thì tôi sẽ xin cái côn đảo cho một mình Thu Hương với Đỗ Minh Hội ra ngoài đó sống. Coi như là hoặc xin một cái đảo hoang. Đấy, cho sống một mình ngoài đó. Sống đến hết cuối đời. Xin chào các bạn. Và nhà mình có hai dòng sản phẩm muốn giới thiệu đến cho tất cả mọi người. Đầu tiên là cái chai mật ong nguyên chất. Chai này là 1 lít.
Mật ong này là mật ong nguyên chất lấy từ hoa cà phê 100% thưa các bạn. Và cái sản phẩm thứ hai thì đó là cà phê. Cà phê thì mình có hai loại, một loại là cà phê hạt thô là về các bạn tự xay ra và pha chế, còn loại thứ hai là đã xay ra rồi các bạn mang về chỉ việc pha uống thôi. Cảm ơn tất cả các cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm và ủng hộ mình hai cái dòng sản phẩm này trong suốt thời gian qua. Các bạn có thể liên hệ qua số Zalo của mình. Cái câu chuyện ngày hôm nay mình muốn chia sẻ đó chính là chia sẻ về một cái nhân vật và một cái đội nhóm. Nhân vật này được cho là mới xuất hiện gần đây, mặc dù anh ta cũng khá nổi tiếng trên mạng xã hội và rất nhiều người biết đến. Thực sự thì trước đây mình có nhìn qua cái kênh này khi mà lướt qua cái vụ án Hồ Duy Hải ở Bukoko Voi, và cái kênh đó là cái kênh hồ sơ vụ án và tự đặt cho mình là thám tử cao. Mình không rõ được rằng anh ta có mở văn phòng thám tử tại cơ sở và đăng ký với nhà nước hay không. Điều đó nó cũng không quan trọng mấy đối với chúng ta, mà cái điều chúng ta quan trọng và quan tâm đến cái nhân vật này là anh ta đang làm gì cho cái xã hội này, thưa các bạn. Và chúng ta hãy cùng nhau đi xem xét những cái vấn đề mà mới đây anh ta đã dành cho những YouTuber hoặc là những cá nhân hay là bà Nguyễn Phương Hằng. Thời gian gần đây thì mình có quan tâm đến cái kênh Thám Tử Cao này và mình thấy nó cũng ít lượt tương tác nên cũng không muốn nói đến cái kênh này làm gì. Bởi vì khi một cái kênh có được nhiều lượt tương tác của khán giả thì cái kênh đó là một cái kênh uy tín, được nhiều người tin tưởng và lắng nghe. Và nội dung của cái kênh này thì xoay quanh vấn đề bà Nguyễn Phương Hằng, luôn đề cập đến những câu từ của bà Nguyễn Phương Hằng, đón chờ những cái buổi live stream trực tiếp của chị Nguyễn Phương Hằng. Và anh ta cũng live stream và bắt đầu phản biện lại những cái vấn đề mà chị Nguyễn Phương Hằng đặt ra. Nhưng nếu chúng ta tìm hiểu kỹ thì chúng ta cũng có thể thấy rằng anh này đang cố tình tìm ra những cái xấu của chị Nguyễn Phương Hằng để mà nói lên cho cộng đồng mạng, chứ không đưa ra những cái điểm tốt để show ra cho cộng đồng mạng biết. Ví dụ như chị Hằng có một câu từ nào đó hơi thô tục để dành cho một cá nhân nào đó đã từng xúc phạm bà ấy, thì anh ta lại nói rằng tôi chưa bao giờ nghe những cái câu từ này từ một CEO, từ một doanh nhân hay đại loại là gì đó, và đặt ra những cái câu hỏi nghi ngờ cho khán giả rằng bà ấy liệu có tốt hay không. Vậy thì thử hỏi, anh ta có đề cập đến những cái vấn đề tích cực của bà Nguyễn Phương Hằng, ví dụ như là vạch trần ra cái sự thật của ông Võ Nam Yên, cùng với đó là rất nhiều những cái sự việc mà vợ chồng ông bà ấy đã cống hiến cho đất nước, như là tặng đất cho tỉnh Bình Dương, mở nhà máy sản xuất oxy, cung cấp miễn phí cho các khu vực như Bình Dương, Sài Gòn và các bệnh viện dã chiến trong khu vực. Ngoài ra mới đây thì vợ chồng bà ấy cũng đã trao tặng cho bệnh viện Chợ Rẫy một số lượng găng tay rất là lớn. Vậy thì những hoạt động đó là những vấn đề tích cực, đúng không thưa các bạn? Nhưng chúng ta cũng không thấy anh thám tử cao này nói lên trong những cái buổi livestream của anh ta. Vậy có phải một văn phòng thám tử là một công ty tư nhân dịch vụ và làm việc theo yêu cầu của một cá nhân hay tổ chức nào đó thuê văn phòng thám tử để mà đi theo dõi, tìm ra sự thật một vấn đề nào đó, thì liệu đây có phải là mục đích của anh ta hay không? Nhưng mình cũng có thể để ý rằng trong buổi livestream của anh ta gần đây, anh ta nói rằng anh ta không nhận tiền của bất kỳ ai và cũng không nhận lời mời của ai đó nói là tìm hiểu hoặc là điều tra một cái nhân vật nào đó, những cái kênh YouTube ABCD gì đó, thì anh ta đã bác bỏ cái điều này một cách rõ ràng trên buổi livestream gần đây. Vậy chúng ta có thể thấy anh ta đang khẳng định rằng anh ta đang làm độc lập tất cả những cái sự việc mà anh ta nêu ra. Theo sự tìm hiểu của mình thì anh này có một mối quan hệ với lại vị luật sư sĩ, người cũng đang cố gắng hết sức trong cái công cuộc bóc phốt bà Nguyễn Phương Hằng, luôn đưa ra những cái vấn đề đối nghịch với bà Nguyễn Phương Hằng mà cũng không đưa ra những cái điểm tích cực của bà ấy, cũng như là nói về những cái nhân vật như là ông Võ Nằm Yên và mang tính chất đang bảo vệ cho những cái ác. Những cái ác ở đây theo chúng ta nhìn nhận đó chính là cái ông Võ Nằm Yên đã lừa gạt niềm tin và hy vọng của người dân trong suốt mười mấy năm trời, mà rõ ràng ông ta không chữa được bệnh câm điếc bẩm sinh. Và điều này không phải là những suy nghĩ chủ quan của bản thân mình hay là tất cả các bạn, mà điều này được khẳng định ở những cơ quan đoàn thể nơi tập trung cho ông ta chữa trị, ví dụ như tỉnh Quảng Ngãi. Vậy thì quay trở lại với cái anh thám tử cao này, chúng ta cũng có thể nhìn nhận rằng anh ta đang phân tích đánh giá giống như cái vị luật sư sĩ kia, và hơn nữa anh ta lại có mối quan hệ với luật sư sĩ, và điều này cũng khẳng định thêm cho chúng ta một điều rằng hai người này có sự hợp tác trao đổi qua lại với nhau bởi vì họ cùng tư tưởng. Và đi sâu xa hơn về hai người này thì chúng ta cũng có thể thấy những điểm tương đồng của họ giải oan cho Hồ Duy Hải, và họ đã theo từ đầu câu chuyện của Hồ Duy Hải, thưa các bạn.
Vậy thì mục đích của họ trong cái vụ bưu cục cò voi cũng như là đi giải oan cho Hồ Duy Hải thì thực sự chúng ta có thấy rằng Hồ Duy Hải đang bị oan hay không? Mình không đi sâu sát vào vụ việc của Hồ Duy Hải cho nên mình không dám khẳng định rằng Hồ Duy Hải có bị oan hay không. Nhưng mình có một niềm tin với cơ quan chức năng. Bởi vì với những cái vụ án lớn như Hồ Duy Hải, họ sẽ không bỏ sót qua bất cứ một tình tiết nhỏ nào. Và họ sẽ điều tra làm rõ vụ việc, không gây ra xáo trộn lòng dân. Và chúng ta cũng thấy rằng rất nhiều những cái tầng lớp để ý đến cái câu chuyện của một Hồ Duy Hải. Và hơn nữa, các bạn cũng có thể thấy có rất nhiều những cái đối tượng thù địch găm trong số đông người dân đó và tạo nên những cái kênh bẩn để mà đưa ra những cái sự việc đánh cháo sự thật và nói xấu đảng và nhà nước của chúng ta. Và cái vấn đề ở đây lại mở mang cho chúng ta thêm những cái suy nghĩ, những cái cách nhìn nhận về một nhân vật. Mình xin phép nói đến cái vị luật sư sĩ kia. Khi mà nói đến cái cô Michizo Phạm Ngà, cho rằng những lời nói của cô ta là đanh thép, là chuẩn mực. Mà trong khi đó, những lời nói của cô Michizo Phạm Ngà đó là đang xuyên tạc nói xấu đảng và nhà nước, nói xấu về cơ quan cảnh sát điều tra. Thì ông ta lại cho rằng cô ấy nói chuẩn mực, tiếng nói đanh thép. Những bằng chứng đó mình cũng đã ghi lại trước khi ông ta xóa đi. Rồi nữa, ông ta bảo vệ tiếng nói của Trương Quốc Huy. Tại sao mình nói như vậy? Bởi vì khi chúng ta nghe được chị Nguyễn Phương Hằng bức xúc khi Trương Quốc Huy dựa vào những cái vấn đề dịch bệnh hay thiên tai bão lũ để nói xấu chính quyền Việt Nam, thì chị ấy bức xúc lên và nói rằng thằng Trương Quốc Huy mày hãy im lặng đi, đừng xuyên tạc như vậy. Vậy thì chị ấy có nói đúng không thưa các bạn? Với danh nghĩa là một CEO đang có rất nhiều người quan tâm đến cái vấn đề mà chị ấy nói, quan tâm đến cái tiếng nói của chị ấy, và chị ấy muốn giúp cộng đồng bằng cách là cảnh báo cho họ biết rằng chúng ta hãy đừng nên tin vào những cái lời nói đó. Và thực tế ra có rất nhiều người quan tâm đến cái kênh Trương Quốc Huy đã không còn quan tâm nữa. Còn cái việc mà tăng subscribe đó là do cái kênh của anh ta đang được đề xuất rất cao. Và trước cái sự việc đó thì cái kênh đó đang tăng đều, rất đều, thưa các bạn. Và điều đó mình cũng đã chứng minh với tất cả các bạn ở một số cái clip trước đây. Cũng vì như vậy mà ông Sĩ cho rằng bà Nguyễn Phương Hằng không cùng đẳng cấp với lại Trương Quốc Huy. Vậy thì thử hỏi ông Sĩ này, so sánh bà Nguyễn Phương Hằng với Trương Quốc Huy về cái đẳng cấp, vậy đẳng cấp của Trương Quốc Huy là gì? Đúng là đẳng cấp của Trương Quốc Huy hơn chị Nguyễn Phương Hằng, nhưng về vấn đề phản bội đất nước, nói xấu chính quyền Việt Nam, mình đã có một cái video có lời thách thức tên Trương Quốc Huy này. Nếu muốn chửi về chính quyền Việt Nam thì hãy dùng tiếng Mỹ đi. Tại vì anh ta đang là một công dân Mỹ thì hãy dùng tiếng Mỹ đi, tiếng bản địa để mà chỉ trích về chính quyền đi. Rồi có thấy cảnh hay không? Bà cũng nhờ ông Sĩ gửi cho Trương Quốc Huy những cái lời thách thức này của mình. Và rõ ràng anh ta không dám làm điều đó và anh ta trả lời rằng kênh của anh ta lớn, không chấp đến những cái kênh nhỏ nhặt, vặt vẹo như là cái kênh của mình. Thì đó cũng là một cái lý do và mình sẽ không dừng lại ở đây nếu anh ta còn tiếp tục nói xấu về đảng và nhà nước của chúng ta. Đó không phải là trách nhiệm riêng của bản thân mình, mà đó là cái trách nhiệm của toàn xã hội ở mọi tầng lớp nhân dân khi mà nhìn thấy những kẻ đang xuyên tạc bôi xấu đất nước. Trách nhiệm của chúng ta là lên án những cái vấn đề như vậy. Vậy thì quay trở lại với câu chuyện của thám tử Cao hay là luật sư Sĩ, thì những gì mà họ đang bảo vệ cho Hồ Duy Hải, những cái hồ sơ này, hồ sơ kia cũng chính là cái cơ sở để những kẻ xuyên tạc lấy đó làm nền tảng để bôi xấu chính quyền. Vậy thì câu hỏi đặt ra ở đây, liệu họ có một cái gì đó với những kẻ xuyên tạc kia hay không? Đó là một câu hỏi thôi thưa các bạn. Còn tất cả những cái vấn đề, sự thật sau cái câu chuyện này thì phải nhờ đến cơ quan pháp luật, cơ quan cảnh sát điều tra. Họ mới là người nắm rõ được tình hình nhất. Và mình còn thấy một cái điều hết sức vô lý mà thám tử Cao đang đặt ra với một số anh em YouTube rằng những anh em YouTube khi mà kêu gọi từ thiện cũng phải sao kê. Thì vấn đề ở đây mình không nhìn thấy cái kênh YouTube nào kêu gọi từ thiện trong cái drama của chị Nguyễn Phương Hằng. Bởi vì các bạn phải biết rằng khi mà họ đi tác nghiệp, tức có nghĩa là họ đi quay những nhân chứng về ông Võ Nam Yên hoặc một sự kiện nào đó, thì trên đường đi họ gặp một số những cái hoàn cảnh khó khăn. Thì những cái video, những cái phân đoạn nhỏ đó khi mà phát lên thì có những cái mạnh thường quân họ để ý và quan tâm đến gia cảnh của cái người mà được quay đó. Và họ muốn giúp đỡ chính cái hoàn cảnh khó khăn đó, thì họ mới liên hệ đến cho những anh em YouTuber này
và gửi tiền về để trao cho gia đình đó. Chứ không phải họ suốt ngày đăng Facebook lên số tài khoản để mà kêu gọi các mạnh thường quân trên khắp cả nước hoặc là nước ngoài để kiếm một cái số tiền khủng giúp đỡ người dân đâu thưa các bạn. Và rõ ràng anh Thám Tử Cao này đang lên án một cái vấn đề hết sức vô lý, bởi vì những cái xấu còn tồn tại trong xã hội này còn rất nhiều. Và cái điều đầu tiên mà mình nhìn nhận từ cái kênh Thám Tử Cao này là đang cổ suý cho một số vấn đề xấu. Và mình sẽ tiếp tục theo chân anh Thám Tử Cao để chúng ta cùng nhau phản biện lại với tư cách là công bằng nhất. Nếu trên mạng xã hội này Thám Tử Cao có thể phản biện hay hơn tôi, hoặc là thuyết phục hơn tôi, hoặc là những gì mà Thám Tử Cao đang làm là đúng, thì sẽ được đón nhận bởi rất nhiều những người khán giả khác. Còn nếu như tôi sai, thì cũng có rất nhiều những người khán giả họ bấm dislike tôi và bấm vào báo cáo. Và tất nhiên họ sẽ rời bỏ cái kênh của tôi và không xem nữa. Và một cái điều mà chúng ta nói rằng là công bằng ở đây, đó chính là khi chúng ta chọn cộng đồng mạng là nơi để mà truyền tải những cái thông tin, đưa ra những cái tiếng nói, thì chúng ta cũng phải tôn trọng những người khán giả đang xem trên mạng xã hội này, trên nền tảng YouTube hoặc là Facebook. Và hãy để họ là những người trọng tài đánh giá những gì mà chúng ta đang làm đúng hay sai. Và chúng ta hãy cùng nhau đi xem xét một cái vấn đề của anh chàng Thám Tử Cao này. Và liệu anh ta có đang tham gia vào một cái đội nhóm nào đó để mà gây kích động cho quần chúng nhân dân hay không? Thì chúng ta sẽ cùng gặp nhau ở cái clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Một lần nữa xin gửi lời chúc sức khỏe và bình an đến tất cả các cô chú, anh chị và các bạn. Xin chào.